lần. 발효 과정을 통해 코스닝버섯의 효능이 훨씬 높아지기 때문입니다. 농장측은 발효 과정을 마친 코스닝버섯 분말을 một năm được một lần, một lần thu hoạch. 1년 내내 그 재배 어떻게 합니까? 두 번 아니면 한 번만? 1년에 한 번. 한 번만. 이거 이거는 이제 원목으로 재배하는 거라서 처음에 준비하는 과정도 그 다른 것보다 좀 힘들고 수확도 이제 오래 걸리고. 근데 이제 저희 외에 다른 꽃송이버섯 농장은 원목으로 재배하는 게 아니라 그 플라스틱 병이나 비닐봉지에다가 흙을 담아가지고 흙에서 키우거든요. 폭밥하고. 야, 이나 갈등이나 이게 다 정신 그 전도에 thì nó sẽ mất ban đầu nó sẽ rất là mất công sức và mất thời gian nên là một năm chỉ được một lần thu hoạch. Và cái lúc thu hoạch cũng rất là tốn công sức. Nhưng mà những cái nông trại khác ấy là người ta không có trồng trên cái cây gỗ này mà người ta trồng trong một cái bình plastic, cái bình nhựa. Xong bắt đầu người ta cho đất hoặc là cho cái dinh dưỡng ở đấy trong trồng lên thì nó sẽ nhanh lên cây. Nhưng mà nó sẽ không có cái đó là bột gỗ ấy. Vâng, bột gỗ. Bột mùn cưa hoặc bột mùn gỗ. Nếu như mà trồng bằng đất ấy ạ. Thì là sẽ tầm 3 đến 4 tháng là sẽ thu hoạch được một lần rồi. 근데 그렇게 재배하는 꽃송이버섯은 원목으로 재배하는 거보다 그 품질이 많이 떨어지죠. 톱밥이라고 해요. 네마서 sánh với việc là trồng trên cái cây thân gỗ này thì trồng ở trong cái bình plastic ấy, cái bình nhựa thì sẽ cái chất lượng sản phẩm nó sẽ bị giảm rất là nhiều. 예, 너무 좋다. 여기에 온도 진짜 너무 너무 더워도 안 되고 너무 추워도 안 되고 지금 이 정도가 딱 좋아. Ở đây nếu mà trồng ấy thì có một cái đặc trưng là cái nhiệt độ ấy cao quá hoặc thấp quá đều không được. Ta phải duy trì cái nhiệt độ. Bây giờ anh đang nhìn nó là tầm 26 độ chẳng hạn. Nên là ở đây người ta phải dùng cái điều hòa. Nóng quá cũng không được mà lạnh quá cũng không được. Ok. Nên trong cái quá trình mà người ta trồng ấy thì thấy rằng là người ta đầu tư rất là nhiều. Nhưng mà người ta cũng không đảm bảo cái gì cả. Nè. 여기는 이제 우리가 여기를 암 환자들이 와서 여기 와서 이렇게 누워 있으면은 이 피톤치드 향이 너무 좋거든요. 향 습득하는 거. 그렇게 습 저 뭐 이렇게 산림용 하는 거 그거보다도 한 열 배 더 좋아요. 그래서 이 말기암 환자들이 có là ở đây ý, bình thường ấy là thi thoảng cũng có những người mà bị mắc bệnh ung thư ấy, họ chỉ cần đến đây họ ngồi thôi cái họ có thể ngửi cái hương của cái cây nấm này nó đã rất là tốt cho sức khỏe rồi. Đấy, cái hương của cây nấm vậy là cái hương vừa rồi chứ không phải là một cái mùi hóa chất gì được. Không, đây toàn bộ là trồng tự nhiên không hề có hóa chất gì cả. Ấn trong những cái nung này 그렇죠. 여기는 유기농 인증 받았죠. 인증서 있었죠. 당연히 저쪽에서 찍어. 뽑 나요? 이 ví dụ như là nó lên như vậy thì nó lên theo cái khung cái chân của cái nấm mình trồng hay là nó sẽ lan tỏa hết của cái gỗ. 그거 재배할 때 그 꽃송이 버섯은 방향으로 어떻게 자를 어떻게 성장? 네. 이거는 얘 마음이야. 그거는 태우 여기서도 나올 수 있고 위에서도 나올 수 있고 이거 이렇게 밑에서도 나올 수 있고. 그거는 khi người ta trồng cây nấm thì cái việc mà nó phát triển là lên hay là xuống hay ngang trái là do cái cây này nó tự nhiên nó phát triển chứ mình không có cố định được vị trí. Có nghĩa là cái chân rễ của nó cứ mọc lan ra lan. Vâng, lan ra có là cái hướng thì có thể lên trên hướng thì xuống dưới hướng thì sang trái hướng thì sang phải. Nó mọc tự nhiên. Mình không có tác động. 이제 사진 찍고 해 놓은 거는 위에로 예쁘게 올라오는 거. Có nghĩa là những cái cây mà người ta cho mình xem ảnh, người ta muốn cho mình xem ảnh nó đẹp, người ta sẽ để cây nó hướng lên trên như này. Còn những cái cây ở đây thì mình xuống dưới này này. Thế chị Trinh hỏi là ví dụ như là mình cứ trồng nguyên một năm mình mới thu hoạch hay là nó cứ to bông lên bao nhiêu ký hay là bao nhiêu gram thì mình sẽ thu hoạch? Tôi có thu hoạch hay thế, thì nha, ở nơi trồng đồ 수확할 수 있어요? 아니면 10월, 그냥 1년 정도? 10월, 1년에 한 번 따는 거고 네. 10월 달 정도 되면 따요. 아, 보통 thường sẽ là 1 năm sẽ được thu hoạch một lần và thường là thu hoạch vào tháng 10. 10월 달
되면 어느 정도 커요? 어 아까 방송에서 여기 나온 거죠. 누가 이래? 내가 말해 강도에 mà mình thu hoạch đúng không thì cái bông của nó sẽ to bằng tầm như là cái video mà anh vừa mới xem á. Là to khoảng bao nhiêu ký hoặc là bao nhiêu얼마 그램 정도. 아 이거 하나에 네 하나에 하나에 저 나오는 거는 그 큰 게 나오는 거 있고 네, 작게 나오는 네. 것도 있어가지고 어떻게 얘기할 수가 없어요. 그러나 cái trọng lượng nó sẽ có cây thì to có cây thì nhỏ thì cũng tùy. Ví dụ cây to thì nó sẽ tầm như này. Thì lúc mà làm khô chỉ còn một thôi. Đấy. Thế thì cái bông này ví dụ như là cái khi mà nó lớn ấy, thì cái màu sắc này nó có chuyển đổi. Thò khó chứ là sắc cài gần. Sắc cài thì giờ gần sắc cài thì biến hóa thì có. Cái kiểu như thế biến hóa thì trước đây giờ trong mảng gai thì sử dụng thì nên là mình đi giờ ra sao đan rồi. Còn chưa xịt nó. Những cái cây ấy, mà nó lớn ấy, mà cái màu sắc bắt đầu nó biến đổi dần sang cái màu nó ngà ngà rồi ấy, thì người ta sẽ phải thu hoạch, nếu không là để nó sẽ bị hỏng. Nhưng cuối là người ta sẽ quan sát cái màu sắc đấy. Màu sắc nó chỉ hơi chuyển ngào thì là người ta đã phải thu hoạch rồi. Vậy thì ban đầu là cái phôi ban đầu để cấy đó thì là nó sẵn hay là nó giống như một cái bầm hay là nó trong một thời chế biến 하면 그 어떻게 제대했습니까? 그 버섯 작은 건 들어가서 아 작은 거가 아니라 종균 종균을 종균이 박테리아. 처음에는 나무를 갖다가 이렇게 이제 잘라요. 노디언이 나한테 꽤 런이네. 큰 나무 갖다가 가지고 버리고. 일반 도로 뭐 꽤 잘이네. 내가 이렇게 나무 이렇게 좀 넓어 좀 nhưng mà cái phôi đó là mình cấy vô đây thật là sao thật là cho vào xong rồi là đóng túi vào cho nó lên men cái bóng này xong rồi bắt đầu người ta sẽ cho cái nước này cho vào túi bóng này xong rồi bắt đầu người ta sẽ cho cái độ ẩm nó cao lên cho có nóng thì nó nóng ấy. Đây là người ta sẽ cho một cái nguồn hơi nóng đi vào trong cái khu vực này là khu vực mà có các túi này rồi đấy thì để họ cái này họ sẽ sinh ra nấm ạ để cho sinh ra cây 이렇게 이제 살균 행거를 가지고 지금 비건 생각하는데 막 거기 뜯은 거는 이제 막 거기 이제 요거를 이제 살균해서 며칠 이렇게 이제 놔두면 이제 식어. 이거 이만 남는 거 이거 뜯은 거. 종균을 넣는 거예요, 일단. 네. 제가 하고 있는 게 무슨 일이죠? 아, 이거는 살균이나 엉덩이다가 박테리아 막에서 딱 막아놓는 거예요. 그러나 nó nóng lên rồi nó có cái bên trong nó phải tạo ra cái gọi là vi sinh đó thì bắt đầu người ta mới cho cái mầm vào trong này. 그러면 이렇게 해서 이제 온도를 맞춰서 한 5개월 정도 놔두면은 cho vào trong để vòng 5 tháng. 5월달이나 6월달에 이렇게 해가지고 그럼 할 수 있게끔 해가지고
이제 온도를 조금 더 높여서 이렇게 놔두는 거예요. 아, 그러면 là khi bắt đầu mở túi này ra là bắt đầu nhiệt độ người ta tăng lên thì là bắt đầu là người ta sẽ bắt đầu kiểm tra cái sự sinh trưởng. Ban đầu là trong vòng 5 đến 6 tháng là cái này nó đóng kín luôn. Để làm sao để tạo ra cái nấm, tạo ra cái vi sinh và cái môi trường phù hợp để cái nấm nó phát triển. Okay. Đó. 10월 달 되면은 수확하는. Đến đấy, có là sau 5 đến 6 tháng là bắt đầu người ta sẽ mở ra, người ta sẽ quan sát dần dần từ từ xem sinh trưởng đến tầm tháng 10 là họ sẽ thu hoạch. Rồi, rồi 건조시켜서 분쇄해서 우리가 꽃송이 맛과 효소를 만들어. Sau đó khi họ thu hoạch xong thì họ sẽ làm khô, phơi khô xong rồi tạo ra cái sản phẩm này. Thế trong quá trình mà mình nó lên cái dạng bông như vậy rồi thì mình có cần phải cho một cái gì để kích thích cho nó cho dinh dưỡng không ạ? Dinh dưỡng. 그거 재배 하면서 5개월 6개월 지나서 혹시 다른 영양제 없어요? 저 때요. 전혀 없어요. 거기 나 không cần phải cho một chất dinh dưỡng gì cả nó tự. 나무 자체에서 영양. 나무 자체. Và tự bản thân cái thân cây này nó đã có cái vi sinh giống như cái men, cái môi trường ấy, cộng với lại cái dinh dưỡng của cái cây này để nuôi dưỡng rồi, không cần cho thêm cái gì vào nữa. Như vậy là cái chủng phôi nấm này là do mình đưa vô hay là tự động nó sinh ở trên này mà nó phát ra cái phát triển ra cái chủng? Không, cái chủng đấy là đưa chứ, lúc mà anh nhìn trong người ta đóng gói như này đúng không? Mà nóng đấy, xong người ta để nguội xong người ta mới cho cái tế bào, cái phôi đấy vào. Okay. Xong bắt đầu nó mới ấy. 맛좀 보여줄까? 응. Ở đây thì cái điều kiện ánh sáng như anh thấy ấy, thì là nó có cái sự khống chế cái độ nhiệt độ ánh sáng không khí, nhưng mà vậy thì cái ánh sáng như vậy thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng màu sắc của cây nấm. Không chỉ được thì ổn tốt mà cô cứ có phịt. Phịt sơn. Nè phịt sơn. Giống nhang mà chi sử được không? Phịt sơn. Phịt sơn. Phịt sơn. Phịt sơn. 너무 밝으면 이 정도도 되고 이 정도 적당해. 거기나 나 tối như thế này hoặc là như lúc bật điện sáng lên thì tầm đấy còn sáng quá là có nhiệt độ vậy. Tức là khi người ta điều chỉnh về ánh sáng sáng quá thì vậy là cái ánh sáng mặt trời là không đảm bảo cho cái này chỉnh chưa? Mà nó cái heavy heavy thì chỉnh cho chỉnh xuống là không được. Heavy. À, 그러면 안 돼요. 거기나 ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào là không được. Okay. 이거는 이제 자외선이 아니니까 네. 이 빛은 괜찮죠. 네. 근데 이건 phải là ánh sáng mặt trời, ánh sáng thôi. Cái mùi anh ngửi thấy cái mùi mà nó hơi một cái gì đó nó không bị nấm, nhưng mà cái mùi vị nấm này á thì là nó tạo ra bởi đặc trưng của cái cây nấm này, hay là mình có tạo thêm một cái gì ở cho cái. 여기 향 나잖아요. 그거 벌써 향 맞습니까? 예. 이 것은 향. Có là làm vị của cái nấm này luôn anh ạ, chứ không phải là vị hương của cái nấm. Có nghĩa là bây giờ là ăn trực tiếp được. Có trực tiếp. Trực tiếp. Trực tiếp một cái gì. 지금 제가 먹잖아. 맛보라고 드린 거예요 지금. Như vậy là sau khi mà thu hoạch đó. Siêu ân hân mà. Sau khi thu hoạch thì mình có. Siêu ân hèo. Có cần phải xúc rửa. 건강한 맛. 네, 건강한 맛. Em hỏi là sau khi xúc rửa thì mình có cần phải rửa hoặc là mình cho ấy không thu hoạch nhỉ? 그거 수확할 때 수확하고 나서 바로 건조하는 거예요? 아니면 씻고 건조하는 거예요? 응? 이거 수확 가서 따서 바로 건조. 바로 건조. 씻는 과정 없습니다. 안 씻어요. 안 건강 문제예요. 그래서 이제 안 한번 luôn đúng không? Vậy thì cái này hoàn toàn sạch 100%. Ok, tuyệt vời quá. Như vậy là một cái quy mô như vậy là em hỏi là bác ấy xem là một cái quy mô, một cái gian như vậy thì nó được khoảng bao nhiêu cái trụ nấm này? 이런 규모 하면 혹시 이거 몇 개 들어가요? 이런 규모 여기? 여기는 여기 2,500 개. 2,500 개면 항이 3,000개. 항이 3,000개가 지금 한 우리가 이제 이 공장, 아니 농장보다 네. 더 큰 농장이 저쪽에 있었는데 네. 아파트 들어온다고 해서 거기를 이제 철수해서 여기다 조그맣게 놓고 우리가 이거 키우는 사람들을 전국에 여러 명을 교육을 시켜서 그 사람들을 키우고 있어요. 이게 우리가 모자르면 그 사람들한테 이제 사는 거예요. 그러니까 ban đầu cái nông trại này nó ở gần gần đây rất là rộng, rất là to.
Thế nhưng mà cái chỗ khu đất đấy là bây giờ nhà nước đang lấy lại để xây chung cư, nên là sẽ chuyển về đây. Và ở đây thì trồng được khoảng tầm 2.500 cây, nhưng mà có một cái nông trại khác ở đằng kia ấy, cũng là cái nông trại mà bác đây đã kiểu đã nhờ cái địa điểm mới đấy ạ, thì nó sẽ trồng nhiều cây hơn. Là cái khi mà mình thu hoạch được 2.500 ngày trong một đợt, trong một năm đấy, thì nó sẽ ra được cái sản lượng là trọng lượng hay là mà nhắc về 2,500 cái cà su hấp 하면 중량 얼마 나오는 건가요? 이제 그거는 이제 조금 잘 될 때도 있고 네. 조금 안 될 때도 있어요. 네. 그래서 정확하진 않고 올해는 조금 덜 될 때. 옮겨놓고 막 이래가지고 그거 둘 다 되게 khó để có nó có số chính xác. Nếu mà lúc nào mà cây nó phát triển tốt thì sẽ được nhiều, nhưng cũng có những lúc cây nó phát triển không tốt thì sẽ được ít. Những điều kiện mà nó gọi là những điều kiện mà sinh trưởng không tốt thì nó có gặp những loại bệnh mà những loại chứng bệnh vi sinh rất là khó xâm nhập. 만약에 안 좋은 조건 있으면 혹시 안 좋은 환경이 있으면 그 꽃송이 버섯은 혹시 병 들 수 있어요? 병이 생겨요. 아, 생겨요? 곰팡이 생겨가지고 네. 망가지는 게 상당히 많아요. 만약에 환, trong điều kiện môi trường không tốt thì nó sẽ gây, nó sẽ có thể là sẽ tạo ra những cái vi khuẩn nấm, nó sẽ gây cản trở cho cái việc sinh trưởng. Hay cái điều kiện nó rất là quan trọng. 지금 여기도 망가진 것들이 좀 있어요. 브로큰 브로큰 곰팡이 떠서 망가진 đây cái này là màu sắc đổi phải không? Đúng rồi, có nghĩa là cái này là nó bị nấm này, nấm xanh xanh đây này, thì là nó sẽ làm cho cây này nó sẽ bị chết. 망가지면 이제 버려야 돼. Nếu như mà nó cái lý do gì mà nó dẫn đến cái chủng nấm xanh mà nó xâm nhập không? Là do điều kiện môi trường không tốt, nên là do nóng quá mạnh nó, do ánh sáng. Đấy, như lúc đấy điều kiện là gì, nhiệt độ này phải tầm như này 26 độ C chẳng hạn, cao quá không được, thấp quá không được, ánh sáng không được, chiếu ánh sáng mặt trời trực tiếp, sáng tầm như này, hoặc là có thể tắt điện đi được. Đấy. 저희가 또 이제 체질 같은 거 테스트를 하고 네. 사람마다 잘 맞는 게 있고 안 맞는 게 있거든요. 네. 그런 거를 테스트를 해드릴 거예요. 이제 이동해서. 네. 비누가 이제 거 저희 바이 때 sản phẩm ở trong kia thì sẽ biết rằng nếu như một cái cây nấm tốt thì nó sẽ test ra để nó có kết quả như nào, một cây nấm không tốt thì sẽ như nào. OK. 버섯 맛 봤어요? 너무 맛있어요. 정말 틀리지요? 근데 이거를 차라리 음식으로 먹으면 정말 맛있을 것 같은데 그러기엔 너무 아까워서. 비싸. 네. 비싸요.